Kênh cô hai Dĩ An kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một món là bánh da lợn hoa đậu biếc nha. Nó rất là mềm và dẻo, mình để được lâu 3-4 ngày luôn á các bạn. Và mình để trong tủ lạnh nó sẽ không có bị cứng đâu nha. Các bạn nào yêu thích thì hãy làm với mình nha. Nguyên liệu mình làm bánh da lợn là mình làm cái phần da bánh nha các bạn, thì mình có là 250 g, cái này là bột năng nè, 150 g bột gạo, cái này là nước lá dứa 200 ml, một lon nước cốt dừa và 250 g đường. Và mình sẽ dùng cái nước lá hoa đậu biếc nữa, cái bông hoa đậu biếc nè các bạn. Đây là nhân đậu xanh, mình sẽ dùng 200 g đậu xanh, thì 150 g đường và 100 g bột năng. Đó là phần nhân. Thì bây giờ mình sẽ đi nấu đậu xanh trước nha các bạn. Bị một cái nồi nước như vậy thì các bạn sẽ cho vô đậu xanh vô. Và như vậy các bạn sẽ pha bột nha. Mình sẽ cho phần bột này vô. Và hai thứ bột mình cho vô. Các bạn cho đường vô luôn, hết cái phần đường này luôn nha. Rồi mình sẽ trộn lên. Mình mua cái bột gạo này là cái bột gạo người ta phơi sẵn hết các bạn, gọi là cái bột gạo sa đéc á, thì nó sẽ ngon hơn, cái bột gạo kia nó sẽ dẻo hơn. Thì mình sẽ cho 50 ml nước ấm nha các bạn. Mình sẽ pha trước. Bây giờ mình sẽ cho nửa lon nước cốt dừa nha các bạn. Cho nước cốt dừa mình để ngăn đá, nó hơi cứng nhưng mà do mình đục cái lỗ nó nhỏ quá, để mình khui cái lỗ to lên tí xíu. Nó nhỏ quá nó chảy không có được nè. Trời ơi. Rồi mình đã cho nước cốt dừa vô rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quậy lên ha. Mình khuấy lên cho nó đều lên. Và sau đó cái bột của mình nó đã hòa tan rồi, nhưng mà mình phải gây lại nha các bạn. Thì mình sẽ cho qua một cái gây, mình gây lại và lược lại những cái bột nào mà nó còn chưa có tan được đó các bạn, nó còn quấn cục á. Mình sẽ cho vô hai màu ha, màu lá dứa và màu hoa đậu biếc luôn nha các bạn. Các bạn cho vô, các bạn sẽ trộn lên ha. Còn cái phần bột này mình sẽ tán đều ra. Rồi hai cái màu cùng màu da bánh này mình đã làm xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy màu lá dứa của mình màu xanh dễ thương ghê. Mình sẽ cho vô một xíu muối nha. Và hai bên là nửa lưng lưng nửa muỗng muối. Cái đậu xanh mình đã nấu xong rồi nè các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô cối xay. Thì các bạn sẽ đổ hết phần đường này vô hết luôn ha. Thì lúc này các bạn cho cái đậu xanh nó đang nóng, các bạn cho đường vô vậy nè. Thì không cần đổ nước nha các bạn. Để như vậy mình xay thì nó sẽ sệt sệt ra nước ha. Còn cái phần còn lại thì các bạn sẽ cho vô 50 ml nước cho mình nha. Đó, mình đã xay xong rồi. Thì bây giờ còn nửa lon nước cốt dừa nè, mình sẽ cho vô hết trong đậu xanh ha. Các bạn cho cái nước cốt dừa vô đậu xanh á, mình ăn nó rất là béo. Và cái lon nước cốt dừa này nè, mình để được lâu nha các bạn, nó sẽ thơm nữa. Còn các bạn mua dừa bào ở ngoài á, thì mình để nó mau mà nó nhanh thiêu lắm các bạn. Và mình hãy quấy đều nó lên nè. Đó, các bạn cho thêm một cái chén bột năng vô luôn nha các bạn. Thì cái bột năng của mình là 100 g, mình sẽ cho vô hết luôn. Mình sẽ quấy cho đều thiệt là mịn luôn nha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ lược qua nha. Các bạn sẽ bỏ vào gây, các bạn lược cho nó mịn bột của mình nha. Cái màu đậu xanh của mình cũng đã xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quét vô cái khuôn để mình đi hấp nha các bạn. Thì cái khuôn các bạn sẽ cho một xíu dầu vô. Các bạn sẽ quét hết xung quanh khuôn để lúc mà mình hấp xong mình lấy bánh ra nó dễ á các bạn. Khuôn này là cái khuôn mình làm bánh lăng á các bạn. Các bạn ở nhà mà không có khuôn á thì các bạn dùng cái chén nho nhỏ mình quét vô dầu vô như vậy nè, thì các bạn cũng làm được nha. Cũng đổ được một cái bánh da lợn vừa tay mình ăn, mình không cần phải cắt ra đâu các bạn.
Thế thì bây giờ mình sẽ đổ vô mình hấp, một xửng hấp gì mình chỉ được có 10 cái thôi các bạn. Thì các bạn sẽ cho màu xanh như trước ha. Rồi các bạn hấp 7 phút cho mình nha. Sau 7 phút bánh mình đã chín rồi nè các bạn, nó trong như vậy rồi nè, nhìn rất là đẹp luôn mà nó thơm mùi lá dứa lắm. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cho cái nhân đậu xanh chín giữa vô nha. Tùy theo các bạn muốn nhân dày hay nhân mỏng nha các bạn. Đó, rồi các bạn hấp 7 phút đã chín nhân đậu xanh rồi nè các bạn. Thì mình sẽ cho là cái nhân của hoa đậu biếc vô. À, cái màu da hoa đậu biếc mình nói sai các bạn, xin lỗi các bạn nha. Rồi các bạn hấp thêm cho mình 7 phút. Đây cái bánh của mình đã xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử bằng cái tăm, mình xem xuống mà bánh của mình nó không có dính bột là bánh mình đã chín rồi nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ gấp ra để nguội nha các bạn. Để nguội khoảng chừng, mình gấp ra để nguội khoảng chừng 3 đến 4 tiếng các bạn hãy lấy ra. Chứ bây giờ nó còn nóng các bạn lấy ra thì cái bánh của mình nó dẻo dẻo quá, các bạn lấy ra không có được đâu nha. À, nó dính tay á các bạn. Các bạn mà gấp gáp mà mình lấy ra để bánh nó chưa có được ngon, nó không có được dai lắm. Các bạn nhìn thấy cái màu bánh của mình rất dễ thương không? Đẹp quá trời luôn các bạn ơi. Màu tự nhiên luôn á. Đây bánh mình đã xong rồi nè, mình đã để được 4 tiếng rồi đó các bạn. Thì bây giờ đã tối rồi. À, mình sẽ lấy ra thử cho các bạn xem nha. Đó, mình đã quét một lớp dầu nhưng mà mình lấy bánh ra rất là dễ luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy bánh mình đẹp không? Thì sau đây mình sẽ lấy ra hết cùng một lúc luôn. Mình cũng lật lên lật xuống để cho nó hai cái màu, nó có màu xanh với màu hoa đậu biếc đó các bạn. Cái màu hoa đậu biếc nó rất là đẹp, màu tự nhiên luôn, mình không có pha một tí xíu màu nào hết á. Các bạn nhìn thấy bánh đó thì mình thích ơi là thích luôn. À, đây là dĩa bánh mình đã xong rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho vô một xíu mè gan nha các bạn. Mình nói bị đớ lưỡi luôn. Mình sẽ lấy một xíu mè thì các bạn sẽ gắt lên trên để cho cái bánh mình nó đẹp hơn và ăn cái mè nó rất là thơm luôn á các bạn. Cái bánh này là cái bánh ký ức tuổi thơ của mình lúc còn nhỏ. Lúc đi học thì mình rất thích là đi mua mấy cái bánh như vậy nè. Ngày xưa thì họ gói bằng cái lá chuối á các bạn. Rồi ăn rất là ngon luôn, nhất là mè người ta mới vừa rang xong mình cắn trúng cái bánh mà dính mè. Nó thơm ơi là thơm luôn các bạn. Đó, mình gãi mè cũng không có được điều lắm, không được đẹp lắm. Nhưng mà mình làm mình ăn mà các bạn. Các bạn chấm vô cái muối mè trực tiếp nè, vừa ngọt ngọt nè, vừa mặn mặn nè, thơm mè nè, rất là ngon luôn. Bây giờ mình ăn thử một cái cho các bạn xem. Dai lắm các bạn. Bánh mình vừa dai vừa mềm và thơm hoa đậu biếc nè. Và cái mùi của lá dứa, đậu xanh, ngọt vừa phải nha các bạn. Các bạn nào ăn ngọt nhiều thì các bạn thêm đường nha. Sau đây kênh cô Hai Dĩ An xin kết thúc video tại đây. Các bạn yêu thích nhớ đăng ký kênh ủng hộ cô Hai Dĩ An nha.